Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Video clip này Điệp xin cập nhật đến với mọi người lịch cập nhật và xử lý hồ sơ tại NVC, Trung tâm Visa Mỹ, đến ngày 21 tháng 9 năm 2020. Theo lịch cập nhật này, NVC cập nhật lịch xử lý cấp Case Number và Invoice ID Number cho các hồ sơ tại NVC. Xét hồ sơ làm 6 bước NVC mà cô chú và các anh chị đã nộp và trả lời thư Ask NVC về các thắc mắc mà cô chú và các anh chị gửi để hỏi về tình trạng hồ sơ của mình. Xin mời mọi người cùng theo dõi chi tiết. Cô chú và các anh chị thấy video clip hữu ích thì nhớ bấm like, subscribe để ủng hộ kênh của Điệp nha. Theo lịch cập nhật xử lý hồ sơ tại NVC tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2020, thì lịch cấp Case Number và Invoice ID Number cho những hồ sơ mà NVC nhận được từ Sở Di trú USCIS. Các hồ sơ này đã được chấp thuận đến ngày 15 tháng 9 năm 2020. So với tuần trước, tuần này tăng lên được 13 ngày, tăng lên khá cao. Thời gian thông thường để NVC nhận được thư từ Sở Di trú USCIS là từ 30 cho đến 45 ngày. Và tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2020, NVC đang xét các hồ sơ nộp đủ giấy tờ làm 6 bước NVC đến ngày 16 tháng 7 năm 2020. So với tuần trước, tuần này tăng được 8 ngày, tăng lên cũng khá cao. Và theo như thông tin của NVC thì họ đang ưu tiên xét hồ sơ của 4 diện CR1, IR1, CR2 và IR2. Vì 4 diện này không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh của Tổng thống ngừng cấp visa và thẻ xanh, nên NVC đang ưu tiên xét 4 diện này để cho 4 diện này được đi phỏng vấn trước. Hồ sơ giấy tờ để nộp 6 bước NVC như là điền đơn DF-260, nộp các bộ bảo trợ tài chính của người bảo lãnh và các giấy tờ dân sự của người được bảo lãnh. Và tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2020, NVC đang trả lời đơn AskNVC mà cô chú và các anh chị hỏi thăm tình trạng hồ sơ đến ngày 15 tháng 9 năm 2020. So với tuần trước, tuần này tăng lên được 7 ngày. Nhìn chung, cả 3 lịch cập nhật xử lý hồ sơ tại NVC tuần này tăng lên khá cao so với tuần trước. Đây là mẫu form AskNVC. Thông qua mẫu form này, cô chú và các anh chị có thể gửi cho NVC để hỏi xin Case Number và Invoice ID Number nếu như hồ sơ chưa có thông tin này, và để cập nhật địa chỉ mới của người bảo lãnh nếu như hồ sơ đã chuyển qua NVC và người bảo lãnh đã đổi địa chỉ nhà mới. Hoặc qua đơn AskNVC này thì cô chú và các anh chị cũng có thể hỏi thăm tình trạng mở của hồ sơ nếu như ngày ưu tiên mở hồ sơ đã đáo hạn với ngày ưu tiên của hồ sơ. Lịch cập nhật và xử lý hồ sơ tại NVC sẽ được Điệp cập nhật hàng tuần vào ngày thứ hai cho tất cả các cô chú và các anh chị theo dõi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị nhớ bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là để được YouTube báo những video clip mới mà Điệp đăng lên. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.